Hello everyone, chào các em. Tuần này chúng ta gặp lại nhau. Tuần rồi chúng ta đã học bài Lesson 6 của Unit Starter. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại nội dung học và chúng ta sẽ nghe lại các ngày trong tuần nhé. Các bạn cố gắng là tiếp tục nghe và lặp lại theo. Listening 16. Listen and point. Monday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Listen and repeat. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Và chúng ta cũng học cách nói về một đồ vật nào đó có kích cỡ nhỏ. Chẳng hạn trong bức tranh này, cô bé đang ôm một con gấu bông nhỏ. Thì con gấu bông nhỏ sẽ được nói thế này: It's a little teddy bear. The little nghĩa là nhỏ. It's a little teddy bear nghĩa là con gấu bông nhỏ. Nó là một con gấu bông nhỏ. Vậy thì với một gấu bông có kích thước lớn, thì chúng ta qua bức tranh số 2, cô bé này đang ôm một con gấu bông kích thước lớn, và chữ lớn chữ bự là big. Vậy thì câu nói dành cho gấu bông là it's a big teddy bear. It's a big teddy bear có nghĩa là nó là một con gấu bông lớn. Vậy chúng ta đã học hai từ để nói về kích thước của đồ vật. Từ thứ nhất, kích thước đồ vật nhỏ là little, và kích thước đồ vật lớn là big. Và chúng ta chú ý là nói về đồ vật đó thì kích thước chúng ta sẽ để ở đằng trước đồ vật ha, tên đồ vật, từ chỉ đồ vật. Vậy thì chúng ta lặp lại nào: It's a little teddy bear và it's a big teddy bear. Ngày hôm nay chúng ta học bài tiếp theo là Unit 1, có tựa đề là Is this your mom, có nghĩa là đây có phải là mẹ của bạn không. Đây là một dạng câu hỏi để trả lời khẳng định hoặc là phủ định ha. Đúng, khẳng định là đúng, phủ định là sai. Vậy thì is this your mom sẽ là câu hỏi, và chúng ta sẽ có giống như ở Việt Nam mình dùng tiếng Việt là đây có phải là mẹ bạn không, thì khi đó chúng ta sẽ trả lời yes it is, đúng rồi, hoặc là no it isn't, để trả lời là không phải. Bây giờ chúng ta sẽ xem những hình ở dưới này. Đây là có bao nhiêu hình đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tổng cộng có 6 hình. 6 hình này tượng trưng cho 6 thành viên trong gia đình của chúng ta, từ nhỏ đến lớn ha. Chúng ta có gia đình nhiều thế hệ. Có thế hệ là chúng ta, cha chúng ta, mẹ chúng ta, ông bà chúng ta là ba thế hệ. Thông thường thì gia đình chúng ta hiện tại đây chỉ gồm 2 thế hệ là chúng ta và cha mẹ thôi. Rồi, bây giờ mời các bạn nghe máy đọc về các từ chỉ về thành viên trong gia đình. Xin mời các em lắng nghe. Listening 19. Listen and point. Mom. Dad. Brother. Sister, Grandpa, Grandma, Brother, Sister, Grandma,
Mom. Dad. Rồi. Chúng ta sẽ có là listen and repeat. Nghe và lặp lại. Các bạn nhớ nghe lặp lại nhé. Chúng ta nghe mà ta không lặp lại thì chúng ta không phải là đọc được tiếng Anh và ta không phải nhớ từ được. Grandpa. Listen and repeat. Mom. Dad. Brother. Sister. Grandpa. Grandma. Rồi, các bạn đọc lại theo thầy nhé. Mom. Dad. Brother. Sister. Grandpa. Grandma. Rồi, các bạn đọc lại lần nữa nào. Mom. Dad. Brother. Sister. Grandpa. Grandma. Rồi, các bạn nhớ chưa? Chúng ta nhớ thực hành đọc lại nhiều lần các từ để nhớ nhé. Mom. Dad. Brother. Sister. Grandpa. Grandma. Rồi, tiếp theo chúng ta có phần là point and say. Có nghĩa là chỉ vào và nói. Chúng ta có các từ ở dưới đây. Chúng ta chỉ vào, chẳng hạn đây là mom, grandpa, sister, grandma, dad, brother. Rồi, các em nhớ nha, chỉ vào và nói. Chúng ta chỉ vào trong này, ta nói mom, grandpa, sister, grandma, dad, brother. Rồi, stick là các em ở phía sau cuốn sách chúng ta thì có một cái trang, nó có các từ vựng mà chúng ta có thể tháo rời ra được. Các bạn sẽ tháo nó ra và ta dán vào những cái vị trí từ ngay cho đúng nha. Rồi, chúng ta đã hoàn thành trang số 10. Bây giờ chúng ta qua học tiếp trang số 11. Ở trang số 11 này chúng ta có tiêu đề là Lesson 2 Drama and Song, có nghĩa là văn phạm và bài hát. Trong phần 1, listen and repeat, nghe và lặp lại, chúng ta thấy ở đây là một cái ô và chúng ta, người ta ghi là let's learn, là hãy cùng nhau học. Vậy thì hãy cùng nhau học cái gì đây? Chúng ta có bức tranh đầu tiên, hai cô gái nói chuyện với nhau. Cô gái bên tay trái cầm bức hình và hỏi cô gái bên tay phải. Vậy cô gái bên tay trái hỏi cô gái bên tay phải là gì? Is this your mom? Tiêu đề thầy có nói là gì? Hôm nay chúng ta có tiêu đề học là Unit 1 Is this your mom? Đây có phải là mẹ của bạn không? Và trong đáp án trả lời đây là câu khẳng định là đúng rồi, thì chúng ta sẽ có câu trả lời là yes, it is. Và chúng ta chú ý là gì? Trong hai câu này, những từ được in có màu đỏ để chúng ta ghi chú, chú ý là để chúng ta biết được là dạng câu hỏi nó chúng ta học sẽ là is this your, và chữ mom này là chúng ta tùy biến thay đổi ha, thay đổi theo cái hình hay ngữ cảnh hoặc theo đối tượng ha. Và khi nếu trả lời là khẳng định là đúng thì trả lời là yes it is. Vậy thì chúng ta chú ý là cái câu hỏi is this your mom ha, thì câu hỏi cuối câu sẽ có dấu chấm hỏi và đáp án câu trả lời yes it is thì có kết thúc câu là dấu chấm. Vậy tương tự chúng ta qua bức tranh bên phải ha. Lúc này cô gái cầm bức tranh này lên và hỏi cô gái này là gì? Is this your dad? Is this your dad? Is this your dad? Vậy chúng ta thấy là gì? Cái chữ màu đen này tùy biến ha. Ở đây bên này chúng ta là mom, nên là dad ha. Và câu trả lời là phủ nhận ha. Phủ nhận chúng ta có câu là no it isn't.
No, it isn't. Và cái người trả lời phủ nhận này có thể giúp thêm với bạn mình là gì? This is my brother. This is my brother. Vậy là phủ nhận là ở trên này là cô gái hỏi là đây có phải là ba của bạn không? Và bạn mình trả lời là không phải. No, it isn't. Và xác sinh thêm, giải thêm là this is my brother. This is my brother. Có nghĩa là đây là anh trai tôi. À, đây là anh trai tôi. Right. Thì chúng ta sẽ nhớ là cách hỏi trả lời yes, no. À, chúng ta có nút câu là is this your? Sau đó là cái từ phía sau là thành cái từ tùy biến ha. Tùy biến. Nếu mà câu khẳng định thì trả lời yes, it is. Yes, it is. Rồi. Còn nếu câu phủ định thì ta trả lời là no, it isn't. Và đồng thời chúng ta có thể là gì? Giải thích thêm ha. À, giải thích thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe máy đọc. Listening 21. Listen and repeat. Is this your mom? Yes, it is. Is this your dad? No, it isn't. This is my brother. Rồi, chúng ta chú ý nha. Cách hỏi để trả lời yes và no ha, tùy vào hoàn cảnh. À, nếu mà chúng ta xác định thì trả lời là yes, it is. Và nếu mà chúng ta không xác định nó, chúng ta phủ nhận nó thì no, it isn't. Và có chút câu tôi đã học ở đây là is this your? Is this your? Và từ phía sau là từ tùy biến ha, tùy ha, tùy đối tượng nha. Rồi, phần tiếp theo chúng ta học là listen and sing. Nghe và hát. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe và hát theo. Listening 22. Listen and sing. Your dad? No, it isn't. No, it isn't. This is my brother. Your grandpa? No, it isn't. No, it isn't. This is my grandma. Bây giờ chúng ta nghe lại bài hát một lần nữa. Các bạn nhớ là nghe và hát theo để cho chúng ta có thể bắt nhịp được với cái giai điệu nha. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu nghe và hát theo nào. Listening 22. Listen and sing. Your dad? No, it isn't. No, it isn't. This is my brother. Your grandpa?
Rồi, phần tiếp theo chúng ta có yêu cầu là match the pictures to the words and say. Thì chúng ta sẽ liên kết hình và từ sau đó ta nói. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ liên kết hình và từ. Các bạn chú ý, chúng ta phải học từ thì tôi mới nhận biết được từ đó nói về cái gì. Thì ta nhìn cái hình ta nhận ra được. Chúng ta sẽ liên kết. Ở đây tụi ta cho ví dụ sẵn là liên kết hình là grandpa, đã liên kết rồi. Các bạn tiếp tục liên kết những hình còn lại. Và nói thì nói thế nào? Yêu cầu nói thế nào nào? Nói nè. À, như cục let's talk. Như cô gái này là cầm bức tranh lên và nói là is this your mom? Is this your mom? À, vậy thì nếu chúng ta cầm bức tranh này lên, chúng ta nói là gì? Is this your grandpa? Is this your grandpa? Rồi, tiếp theo. Is this your grandma? Is this your grandma? Is this your sister? Is this your sister? Is this your dad? Is this your dad? À, is this your dad? Rồi. Vậy thì chúng ta đã hoàn thành cái phần trang số 11. Bây giờ mời các bạn chúng ta làm bài tiếp theo ha. Là chúng ta qua phần bài tập. Mời các bạn mở sách bài tập ra. Rồi, trong phần bài tập, sách bài tập chúng ta trang số 10. À, người ta yêu cầu bạn là gì? Connect and trace. Vậy là yêu cầu hai phần. Thứ nhất là connect, là liên kết, nói lại. And trace, đồ lên. Vậy thì chúng ta thấy là ở đây chúng ta có bốn bức hình. Ha. Và người ta đã làm cho mình ví dụ đầu rồi ha. Chúng ta connect ha, connect vô. Rồi. Trace là đồ lên. Vậy các bạn làm tiếp theo với ba bức tranh còn lại nhé, ba bức hình còn lại. Rồi, phần tiếp theo là read the words. Đọc từ vựng, read the words ha. Vậy là các bạn sau khi chúng ta trace rồi, chúng ta sẽ nhìn lên đây ta đọc. Chẳng hạn ở đây là gì? Sister, mom, brother, dad. Rồi, làm như vậy xong rồi ha, chúng ta làm ở đây là connect and trace xong rồi, chúng ta qua là read the words, đọc cái phần từ vựng rồi là chúng ta hoàn thành cái bài tập trang số 10. Chúng ta tiếp theo qua trang số 11. Trang số 11 là chúng ta làm về văn phạm, grammar ha. Để chúng ta có phần là yêu cầu là gì? Phần bài tập yêu cầu là look and say, nhìn và nói, à, nói bằng miệng đấy. Then copy the word. Sau đó thì copy giống như là chép, copy từ ha. Copy the word là chép từ. Vậy chúng ta có đầu tiên người ta cho ví dụ nè. Grandma, nhìn cái hình này, grandma, và chúng ta sẽ nhìn vô đây và nói grandma. Rồi, copy, người ta copy thành chữ này xuống đây. Ok, tương tự, hình này chúng ta sẽ đọc là gì? Nhìn đây, đọc là gì? Mom. Và chúng ta sẽ copy cái hình chữ này xuống đây. Grandpa. Rồi, copy xuống. À, nhớ copy xuống nha. Dad. Copy xuống. Rồi. Tiếp tục là point and say. Chỉ vào và nói. Chúng ta có chỉ vào và nói, chúng ta chỉ vào cái hình và ta nói cái cấu trúc câu ha. Is this your, như thầy nói là gì? Is this your, và cái từ phía sau là từ biến ha. Rồi, vậy chúng ta có là ở đây là cái hình này ta nói là is this your grandma, is this your mom, is this your grandpa, is this your dad. À, như vậy là chúng ta đã nói theo cái cấu trúc câu là is this your, xong rồi đấy. À, vậy là chúng ta hoàn thành cái bài tập là trang 11. Và chú ý là gì? Với văn phạm này chúng ta phải nhớ là gì? Câu trả lời khẳng định sẽ là yes it is. À, còn nếu mà chúng ta nói không phải là phủ định, phủ nhận nó đi, chúng ta là no it isn't. Ha. À, chúng ta chú ý nha, chúng ta hãy đọc lại. Is this your mom? Yes it is. Hoặc là phủ định, no
It isn't. No, it isn't. Nha, chúng ta chú ý nha. Rồi. Phần bài học, nội dung bài học chép vào vở bài tập thì thầy sẽ gửi lên trong nhóm Zalo cho các em, và thầy sẽ gửi một đường link tương tác để các em rèn luyện thêm kỹ năng nghe. À, rồi, ok, bài học chúng ta đến đây là kết thúc. Chúc các bạn học hành vui vẻ nhé. Rồi, goodbye everyone.